Trong chương trình Thế giới hoang dã hôm nay, chúng ta hãy cùng thắng dây cương ngựa và phi nước đại như những anh chàng cao bồi, để đến bang Lone Star, một tên gọi khác của bang Texas, Mỹ. Texas là bang lớn thứ hai ở nước Mỹ, cả về diện tích lẫn dân số, và cũng là bang dẫn đầu nước Mỹ trong ngành công nghiệp chăn nuôi gia súc. Texas có rất nhiều môi trường sống khác nhau, từ những cánh đồng cỏ rộng mở, nơi những đàn bò đang gặm cỏ, đến vùng đồi núi ở phía bắc, khu rừng thông với những con suối chảy róc rách bên dưới những bóng cây. Bang này có những thị trấn nhỏ, nhưng cũng có những thành phố lớn. Chẳng hạn như thành phố Dallas-Fort Worth. Đây không chỉ là thành phố lớn nhất khu vực phía bắc của bang Texas, mà còn là vùng đô thị lớn thứ tư của nước Mỹ. Texas thuộc miền Tây Nam nước Mỹ. Vào thế kỷ trước, loài báo đốm châu Mỹ sinh sống khắp bang này. Nhưng ngày nay, môi trường sống của loài báo đốm này đã trở thành nơi sinh sống của những đàn gia súc khổng lồ. Còn loài vật nào sống ở Texas nữa không? Chắc chắn là có rồi. Hãy ngước lên bầu trời xem, chúng ta sẽ nhìn thấy những con chim cờn cờn bay lượn. Khi bước đi trên những cánh đồng cỏ hay trong những cánh rừng sâu, chúng ta có thể bắt gặp một con tatu, một con chó sói đồng cỏ đang đi lang thang tìm kiếm thức ăn, hay một con báo sư tử đang nằm nghỉ ngơi dưới bóng râm. Chúng ta có thể tình cờ bắt gặp một con sóc đất đang bận rộn tìm thức ăn, một con chim diều hâu đuôi đỏ, hay bắt gặp một con rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Tây bò ngang đường. Hãy cẩn thận đấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy loài cáo đỏ, thỏ đuôi cọc, hay nai đuôi trắng. Loài gấu trúc Mỹ cũng sống ở bang Texas. Cả loài chồn hôi cũng vậy. Nhím là loài vật bản địa của bang Texas. Cả loài lửng và chuột Obos Virginia cũng thế. Đây là loài thú có túi duy nhất sống ở Mỹ. Hãy cẩn thận đấy. Chúng ta cũng có thể tình cờ chạm trán bọ cạp hay nhện tarantula. Nhưng có lẽ loài vật mà chúng ta mong muốn được nhìn thấy nhất ở bang Texas chính là loài vật có bốn chân với bàn chân hai ngón, sừng to và có dáng đi thông thả này. Ở bang Texas, dường như mọi vật đều to lớn hơn. Chẳng hạn như những vùng đất rộng mở, các thành phố, những con đường cao tốc và cả loài bò, đặc biệt là giống bò sừng dài Texas. Thành phố Dallas còn được gọi là The Big D. Vậy còn vật gì to lớn ở thành phố Dallas của bang Texas nữa hay không? Đó chính là vườn thú Dallas. Với diện tích rộng gần 40 hecta, vườn thú Dallas không chỉ là vườn thú to lớn nhất mà còn cổ xưa nhất bang Texas. Được thành lập vào năm 1888, lúc loài báo đốm Mỹ vẫn còn đi lang thang khắp các ngọn đồi ở bang Texas, vườn thú Dallas rộng lớn là vườn thú cổ xưa nhất ở vùng Tây Nam nước Mỹ. Đây còn là một trong những nơi có bầu không khí trong lành nhất thế giới. Vườn thú Dallas rất dễ nhận biết bởi bức tượng hươu cao cổ khổng lồ nổi tiếng được đặt ngay cửa ra vào. Bức tượng này cao gần 21 mét, cao hơn cả chiều cao của ba con hươu cao cổ Maasai cộng lại. Và các bạn biết không, đây chính là bức tượng cao nhất bang Texas. Hầu hết các vườn thú thường giới thiệu các loài vật bản địa. Chẳng hạn như nếu ở Texas thì có loài kỳ dông mù Texas hay loài kiến cắt lá Texas. Tuy nhiên, các vườn thú hiện đại như vườn thú Dallas còn có nhiều loài vật kỳ lạ đến từ những vùng đất khác. Các loài vật châu Phi to lớn thường thu hút sự chú ý của khách tham quan. Không tin, các bạn có thể hỏi anh bạn tê giác đen hay anh bạn linh dương bongo Đông Phi này xem. Đây là một trong những loài linh dương rừng to lớn nhất ở châu Phi. Nơi đây còn rất nhiều loài vật to lớn khác nữa. Đó là loài khỉ đầu chó mặt xanh, loài khỉ to lớn nhất. Vậy còn loài dượn to lớn nhất thì sao? Đó chính là loài dượn gorilla. Vâng, loài dượn gorilla vùng đất thấp Tây Phi cũng hiện diện tại vườn thú Dallas. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều loài vật sống ở bang Texas hơn. Nhưng trước tiên, hãy xem các bạn có đoán biết được thông tin thú vị về động vật sau đây hay không nhé. Loài dượn gorilla rất khó nghiên cứu trong môi trường hoang dã, bởi vì chúng như thế nào? À, nhút nhát và hay lẩn trốn.
B. Sống trong những khu rừng nhiệt đới rộng rạp. C. Đang trong tình trạng nguy cấp. Hay D. Tất cả những ý trên. Các bạn đã tìm ra câu trả lời chưa nào? Loài dụng gorilla rất khó nghiên cứu trong môi trường hoang dã, bởi vì chúng như thế nào? Câu trả lời là D. Tất cả những ý trên. Quả vậy, loài vật nhút nhát hay lẩn trốn và hiền lành này thường sống yên lặng trong những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp và xa xôi ở châu Phi. Không chỉ rất khó tìm kiếm mà số lượng của loài vật này cũng không còn nhiều. Trong môi trường hoang dã, số lượng dượng gorilla vùng đất thấp Tây Phi đang sụt giảm do chúng bị mất môi trường sống. Nạn săn trộm và môi trường sống bị phá hoại là những nguyên nhân chính khiến số lượng của loài vật này sụt giảm. Vì vậy, việc đặc biệt quan trọng đối với chúng ta hiện nay là nghiên cứu về loài này nhằm tìm cách giúp chúng tồn tại và phát triển. Tại sao sự tồn tại của loài dượng gorilla lại rất quan trọng? Bởi vì sao hắc tinh tinh, loài vật uy nghi này là họ hàng gần nhất với con người. Cấu trúc ADN của chúng giống với cấu trúc ADN của con người đến 98%. Đó là lý do tại sao vườn thú Dallas mở trung tâm bảo tồn và nghiên cứu dượng gorilla vào năm 2006. Điều này giúp các nhà nghiên cứu và khách tham quan có cơ hội quan sát và tìm hiểu về loài linh trưởng xinh đẹp này. Ở đây, môi trường sống của dượng gorilla không phải là cái chuồng chật hẹp, mà là cả một khu rộng đến gần 1 hecta, được thiết kế giống như khu rừng ở quê hương chúng. Nơi đây còn có những loại thực vật ăn được, cây cối, những thảm cỏ dày và những thân cây. Không chỉ thế, người ta còn xây dựng địa hình đá gồ ghề và thác nước mát mẻ mà chúng có thể uống. Đây quả là thiên đường của loài dượng gorilla ở Texas. Khi quan sát những sinh vật này, chúng ta cứ ngỡ như chúng đang sống ở môi trường hoang dã. Vườn thú Dallas không chỉ cung cấp môi trường sống tuyệt vời cho dượng gorilla, mà cả loài hổ Sumatra và hổ Đông Dương nữa. Cánh rừng mưa nhiệt đới rộng 0,4 hecta trong vườn thú này chính là lãnh địa của các loài hổ đang trong tình trạng nguy cấp. Sống ở đây, những con hổ may mắn này không chỉ được bơi lội dưới các vũng nước, việc thích nhất của loài hổ, mà còn được nằm nghỉ ngơi trên những tảng đá. Nhằm duy trì bản năng săn mồi của loài vật này, mỗi ngày các nhân viên vườn thú sẽ giấu bữa ăn của chúng ở những nơi khác nhau. Môi trường sống này không chỉ rộng lớn mà còn rất trong lành nữa. Cả loài dượng gorilla vùng đất thấp Tây Phi, hổ Sumatra và hổ Đông Dương đều nằm trong chương trình bảo tồn các loài động vật của vườn thú Dallas. Rất nhiều vườn thú trên thế giới cũng tham gia vào chương trình này. Trong chương trình bảo tồn các loài động vật, tất cả mọi thành viên sống trong môi trường nuôi nhốt của một giống loài đều được quản lý về số lượng, nhằm duy trì sự đa dạng về gen và ngăn chặn tình trạng lai gần. Ngoài dượng gorilla và hổ, một số loài vật khác sống tại vườn thú Dallas cũng nằm trong chương trình này. Trong đó có cả loài tê giác đen khổng lồ và chim cánh cụt Nam Phi. Khỉ đầu chó mặt xanh, loài khỉ to lớn nhất, cũng có mặt trong chương trình. Cả loài linh dương bongo và loài hươu vằn cổ thấp quý hiếm, còn được gọi là hươu cao cổ, sống trong rừng. Cũng thế, loài vật này có hình dạng rất kỳ lạ với những sọc giống như ngựa vằn ở phía sau mông, bộ lông mịn như nhung, đôi tai to lớn, có thể chuyển động được và cái lưỡi dài lạ thường. Nếu các bạn cho rằng chỉ những loài vật to lớn mới nằm trong chương trình bảo tồn các loài động vật thì chưa đủ, loài cóc bé nhỏ này và cả loài khỉ sư tử vàng tamarin cũng có mặt và được nghiên cứu tại vườn thú Dallas. Cả loài rái cá vuốt nhỏ châu Á, kẻ thường chọn môi trường nước làm nơi vui đùa cũng thế. Có phải tất cả những con vật sống trong vườn thú đều nằm trong chương trình bảo tồn các loài động vật? Điều đó không cần thiết. Một số loài vật được nuôi dưỡng, giới thiệu trong vườn thú chỉ đơn giản vì chúng gây thích thú cho chúng ta, chẳng hạn như loài heo Red River, chim đại bàng Happy và chim đà điểu đầu màu không biết bay. Chim hồng hạc cũng là một loài vật xinh đẹp thu hút sự chú ý của du khách tại bất kỳ vườn thú nào, cả loài sa dông, thằn lằn và cá sấu sông Nin, một trong những loài cá sấu to lớn nhất thế giới, cũng vậy. Các vườn thú tuyệt vời như vườn thú Dallas không chỉ cung cấp cho các loài vật một môi trường sống tương tự như ở bên ngoài tự nhiên,
mà còn giúp khách tham quan có cái nhìn thoáng qua về hệ sinh thái ở từng vùng miền và từng vùng khí hậu. Tại vườn thú Dallas, du khách có thể tham quan nhiều môi trường sống khác nhau tại châu Phi, nơi có sự đa dạng về địa lý gấp nhiều lần so với bang Lone Star rộng lớn. Xe lửa chạy trên không di chuyển qua nhiều môi trường sống khác nhau, cho phép du khách nhìn thấy những con đường mòn tự nhiên bên dưới, cả tổ chim, các loài chim sống dưới nước, chim ngưỡng các loài linh dương quý hiếm, một đàn dê nuôi châu Phi, thậm chí cả một con hắc tinh tinh đang ngồi vắt dẻo trên cây. Với xe lửa chạy trên một đường ray trên cao này, khách tham quan có thể di chuyển từ rừng mưa nhiệt đới lên các đỉnh núi châu Phi, rồi bước xuống vùng rừng, đại diện cho khoảng 40% môi trường sống ở châu Phi. Di chuyển xuống một chút nữa, chúng ta sẽ bắt gặp hệ thống sông ngòi châu Phi, rồi băng qua vùng sa mạc và bán sa mạc khô cằn, và đi xuyên khu rừng bụi châu Phi. Chúng ta chỉ mất khoảng 20 phút để khám phá mọi môi trường sống của lục địa châu Phi. Chắc hẳn các bạn khó tin rằng mình có thể quan sát cả lục địa châu Phi ở bang Texas. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ tìm hiểu xem vườn thú Dallas có thể cung cấp thêm những điều gì cho các con vật đang sinh sống tại đây. Còn bây giờ, hãy xem các bạn có đoán biết được thông tin thú vị về động vật sau đây hay không nhé. Hầu hết các loài vật sống trong điều kiện nuôi nhốt đều sống khỏe mạnh và hạnh phúc nếu chúng có gì? A. Thức ăn. B. Nước. C. Khoảng không gian ngoài trời. Hay D. Cả A và B. Các bạn đã tìm ra câu trả lời chưa nào? Hầu hết các loài vật sống trong điều kiện nuôi nhốt đều khỏe mạnh và hạnh phúc nếu chúng có gì? Câu trả lời là D, cả thức ăn lẫn nước. Hầu hết các loài vật đều cần đến thức ăn và nước uống. Nhưng thật bất ngờ khi biết rằng nhiều loài có thể không cần đến khoảng không gian ngoài trời. Có lẽ điều đó không hoàn toàn đúng đối với loài vượn gorilla và hổ, bởi vì chúng đang tận hưởng bầu không khí trong lành và rộng mở tại vườn thú Dallas. Đối với những con vật mà chúng ta bắt gặp tại các bể nuôi thủy sinh, thì cuộc sống trong điều kiện nuôi nhốt có nghĩa là sống dưới nước, đặc biệt là tại thế giới nước Dallas tuyệt vời. Nơi đây vốn là một kho hàng, tọa lạc tại quận The Historic West End, nằm ở trung tâm thành phố Dallas. Làm thế nào các loài vật này có thể phát triển trong lòng một thành phố nhộn nhịp như Dallas? Thật dễ dàng. Bể nuôi thủy sinh thường là nơi mà môi trường sống của các loài động vật hoang dã được tái hiện ở bên trong nhà. Chẳng hạn tất cả những con cá này, từ cá da trơn đến cá nóc hòm, cá ống điếu vàng, loài cá bản địa của bang Texas, cá mập và cá đuối đều không cần phải sống trong môi trường nước bên ngoài tự nhiên, bởi vì con người đã biết cách tái hiện môi trường biển ở ngay trong nhà. Chắc chắn những loài sinh vật biển khác cũng đều đồng ý như vậy. Từ loài bạch tuộc khổng lồ đến tôm, hải huỳ, loài sò to lớn đến loài rồng biển kỳ lạ. Các bạn biết không? Hầu hết các loài vật máu lạnh như bò sát, từ thằn lằn đến rắn, cá sấu, cùng các loài lưỡng cư như ếch, cóc, đều sống rất tốt trong môi trường nuôi nhốt. Chúng thậm chí còn phát triển rất mạnh mẽ mà không cần phải quay trở về môi trường tự nhiên, nhất là khi chúng được sưởi ấm dưới những bóng đèn ấm áp như thế này. Nước là yếu tố rất quan trọng đối với một bể nuôi thủy sinh. Thế giới nước Dallas cũng không là ngoại lệ. Từ aquarium, bể nuôi thủy sinh, bắt nguồn từ chữ aqua, có nghĩa là nước, và arium, nghĩa là một nơi có liên quan trong tiếng Latin. Vậy bể nuôi có liên quan đến điều gì? Đó là nước. Không tin, các bạn có thể hỏi anh bạn lợn biển hiền lành và duyên dáng này xem. Thế giới nước Dallas là nơi sinh sống của các loài động vật và thực vật đến từ 5 châu lục và 14 quốc gia. 3 đại dương cùng vô số sông hồ. Giống như vườn thú Dallas với đường ray xe lửa chạy xuyên các vùng của lục địa châu Phi, có hệ thực vật và động vật rất đa dạng.
Bể nuôi thủy sinh được xây dựng theo phong cách hiện đại này không chỉ là môi trường nước, mà còn là nơi sinh sống của các loài chim nhiệt đới như chim tu căng, chim hồng hạc, cò quăm đỏ, vẹt, chim mỏ sừng và gà. Những con chim này không phải bị nhốt trong lồng hẹp, mà chúng như đang sống trong cánh rừng mưa nhiệt đới thực sự, với cây cối và suối, thậm chí cả thác nước cao hơn 12 mét ở ngay trong nhà. Rừng trong nhà à? Làm sao có thể như thế được? Chúng ta hãy quan sát kỹ tòa nhà này xem. Thoạt nhìn nó trông giống như được bao bọc bởi những bức tường bình thường với những khung cửa sổ. Nhưng đây thực sự không phải là một tòa nhà bình thường. Các bức tường chính là những tấm pin mặt trời. Bây giờ chúng ta hãy quan sát những tấm pano này từ bên trong. Ánh nắng mặt trời xuyên qua chúng và chiếu rọi xuống tầng trên của cánh rừng mưa nhiệt đới, rồi xuyên qua các tầng dưới đến mặt đất. Ở đây giống hệt như một cánh rừng mưa nhiệt đới thực sự ở vùng Amazon hay ở Congo. Ánh sáng rất quan trọng đối với sự sống ở nơi đây, nhưng không cần phải là ánh sáng trực tiếp. Tương tự như rừng mưa nhiệt đới thực sự, cánh rừng này cũng rậm rạp, ấm áp và ẩm ướt. Tất nhiên là phải hạn chế tối thiểu các loại côn trùng gây hại để du khách có thể khám phá mọi ngóc ngách của môi trường sống này. Thế giới tuyệt vời này không có đường ray xe lửa, nhưng có những con đường mòn và những cây cầu để khách tham quan có thể di chuyển đến khắp mọi nơi. Loài rái cá sông khổng lồ sống ở đây. Loài kangaroo sống trên cây cũng vậy, cả loài lười cũng thế. Chúng thậm chí chẳng hề biết mình đang sống trong nhà, nhưng có lẽ một số con đã nhận ra điều đó. Tầng trên của cánh rừng là nơi sinh sống của loài khỉ hú lông đỏ, khỉ tamarin hoàng đế, cùng cặp khỉ Saki. Chúng vừa có thêm thành viên mới vào gia đình bé nhỏ của mình. Những cây có gai nhọn mọc trên vỏ này thường sống trong rừng mưa nhiệt đới. Chúng còn có tên gọi là cây không cho khỉ leo trèo. Những cái gai nhọn này đã khiến chúng có tên gọi như vậy. Có lẽ chẳng loài vật nào có thể trèo lên cây này, nhất là khỉ. Nếu quan sát kỹ khu rừng này, chúng ta còn phát hiện báo đốm châu Mỹ, loài mèo to lớn nhất châu Mỹ. Loài vật này từng sinh sống phổ biến trong những cánh rừng ở bang Texas. Chúng không chỉ săn mồi trên cạn, mà còn săn bắt cá ở dưới nước. Hình ảnh những chú chim đậu trên ngọn cây cao, cá sấu bơi lội dưới nước, hay đàn chim hồng hạc lội quanh vũng nước cạn, tất cả đều hiện diện ở trong nhà. Nhưng đây là một môi trường sống thật sự. Để có được một thế giới nước Dallas tuyệt vời như thế này, người ta đã phải làm liên tục rất nhiều việc, chẳng hạn như chăm sóc thú con mới nở và cả những con trưởng thành. Ở khu nuôi dưỡng thú con này, thú con thường được kiểm tra sức khỏe, đo chiều dài để đánh giá sự phát triển và được chăm sóc tận tình. Môi trường sống của chúng cũng được chăm chút cẩn thận. Đối với nhiều người, đây có thể chỉ là nơi tham quan. Nhưng giống như vườn thú Dallas, bể nuôi này là nơi các con vật và cả giống loài của chúng nhận được sự chăm sóc cần thiết để sinh tồn và phát triển.